Ok, hello, xin chào tất cả các bạn thân mến của Văn Kyo. Và hôm nay thì chúng ta bắt đầu chơi cái game cô gái này bưng khiên như quả tạ rất là nặng và vô cùng hấp dẫn luôn. Rồi rồi rồi, chiến luôn chứ không nói gì. Vô vô vô. Đó, đấy các bạn thấy không? Wow, đây mới nhiều này. Wow 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 wow. Wow. Các bạn thấy... ôi, ý, ý. Wow, trời ơi, bên này nặng quá rồi. Không. Không dễ chơi đâu các bạn ơi. Trời ơi, mình vừa động cái kia mà mình té ngã ngửa ra xỉu luôn các bạn. Đấy, nên rất là khó chơi luôn. Bây giờ chúng ta phải làm sao để cân sao vượt qua cái chỗ nãy này mà không bị ngã này. Đấy, mình phải kéo, mình phải kéo hết. Ôi trời, mình nhớ mình kéo hết qua nhưng mình né mất, quên né mất cái cột. Thiệt luôn, sợ luôn, chờ chờ, không được, không được. Từ từ, mình sẽ thử, mình sẽ cố gắng lại này các bạn ơi. Nào, 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 nào. Cố lên, gieo. Đây, đây, lẩm. Lẩm, quay. Quay, xíu nữa là mình động cái gì mình ngã té rồi. Wow, 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 trời ơi, thật sự là khó lắm các bạn ơi. Oh, trời ơi. Mình cảm thấy nó khó thật sự luôn. Quá là căng kèo. Nhưng mà không sao, cứ từ từ bình tĩnh. Cứ từ từ bình tĩnh mình. Trời ơi, không tin được bấy nhiêu mà đó mà nó cũng chết luôn các bạn. Thiệt luôn á, bao nhiêu lần mình chơi lần nào mình cũng chết. Trời ơi. Làm sao đây, làm sao đây. Lần này mà chết rồi đi. Ôi mình không thật. Ôi trời ơi, như vậy mình cũng mắc lại các bạn, tức ghê, đang chuẩn bị qua cái cầu rồi, thật sự tức thật sự luôn á. Cay ơi là cay luôn. Trời ơi, mình mà không vượt qua được cái game này chắc mình điên cái đầu mất. Ôi trời ơi, trời ơi. Không biết sao mình, như bên này nó nặng quá các bạn, mình phải làm cho nó đồng đều nên. Rồi lại nữa này, lăn nữa một không được chứ mình bỏ game này luôn, mình để cho các bạn chơi luôn á, mình không chơi game này nữa luôn. Thật sự, trời ơi, mình nghĩ nó đơn giản nhưng mà không hề đơn giản các bạn ơi. Ôi, trời ơi, các bạn thấy không, như vậy thì đâu có né ra được, làm sao để vượt qua được chỗ đó nha. Thật sự luôn á, căng kèo thật. Rồi từ từ, mình ăn cái này đúng không. Rồi từ từ. Ôi trời ơi, trời ơi. Tới cái đoạn 2 thì qua cái cầu này không được. Thật sự game này ức chế ghê luôn các bạn ơi. Cay thế nhờ. Từ từ. Không có việc gì khó, chỉ sơ lòng không bền. Đào núi và lập. Ôi trời, trời, mình đã canh vô cái cầu rồi mà không được. Mình tức ghê luôn á. Chắc mình nghĩ game này qua đây các bạn ơi. Thật sự quá là tức luôn. Quá là tức luôn. Lượm cái này đi. Lượm cái này rồi. Rồi. Ôi trời ơi. Không. Một lần nữa lần này mà không được thành công nữa chứ mình nghĩ game này luôn các bạn. Thật sự chứ trời. Cay thế nhờ. Cay thế nhờ. Rồi. Trời ơi. Thật sự là không tin được. Không thể nào mà chịu được các bạn ơi. Cay quá trời cay luôn. Rồi. Rồi nha, rồi nha. Rồi rồi rồi. Tại. Ôi trời ơi. Trời ơi. Sắp tới đích luôn rồi chứ. Trời. Mình phải tới đích được cái game này các bạn ơi. Không tới đích được chứ mình không bao giờ chơi game nữa luôn. Quá thiệt. Cay thế nhờ. Cay thế nhờ. Trời ơi, nó tức trời. Chưa bao giờ chơi game nào tức nhà luôn giờ. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Trời ơi, thôi không ăn nữa. Rồi, ngon luôn luôn. Lẩm nè, lẩm bên này nè. Lẩm bên này nè, lẩm bên. Ơ trời, quá trời, quá trời. Quá trời, nó tức. Các bạn ơi, cổ vũ cho mình này. Cổ vũ cho mình lẩm cái thằng này coi. Mình chiến thắng cái game này coi.
Ôi trời ơi, trời đất, không chơi nữa, không chơi nữa. Thôi thôi, mình dừng game này chứ mình không chơi nữa các bạn ơi, tức quá trời tức luôn rồi. Thiệt không, mình sẽ chinh được một game này, mình không thể nản được. Đúng không? Làm sao mà có thể nản vậy được? Các bạn hãy chờ xem nè. Cái màn tới đích của mình nè. Không tới đích mình không cam chịu mà. Thiệt chứ. Game nó dễ nhưng mà không tới. Trời ơi, thiệt luôn á. Giờ không biết nó làm sao nhưng mà tôi chơi được cái game này mà nó tới đích tôi mới chịu được luôn á. Thiệt luôn á. Trời ơi, nó tức. Trời ơi, nó tức rồi ơi. Trời ơi. Biết đừng có ăn được rồi, thiệt luôn á. Game này đúng khó quá đi. Trời ơi, không khó đâu, dễ mà, game này dễ mà, có gì đâu. Từ từ để mình chơi với bạn xem nè. Game này thì đơn giản lắm. Đó, né đâu ra nè, đó. Rồi, đi trên cái cầu nè. Lầm bên này nè. Trời ơi, thấy không? Trời ơi, vượt lên, lên, lên. Tới đích, chắc chắn tới đích luôn. Không tới đích mới lại giờ đó. Tới đích, wow, tới đích còn dư 44 kg luôn các bạn thấy không? Sao, làm sao, ok chưa? Tuyệt vời chưa? Rồi, tiếp cái màn khác nè, màn khác cho nó nguy hiểm hơn này đó. Ôi trời. Thôi không, chưa chưa, mình đang bận nói chuyện quá. Mình thay cái khuôn mặt này nè. Rồi, mình cho thằng này đi, 5.000 đô, ồ, chưa có tiền. Đó, rồi, đó, đấy, đấy, rồi. Ui thằng kia luôn, trời ơi, ui nó luôn chứ sợ gì. Đúng không, ui nó luôn chứ sợ gì. Ôi ơi, trời trời ơi, thiệt mỗi lần qua cái cầu là cực kỳ khó luôn các bạn ơi. Trời ơi, trong cái cục luôn. Lại nè, vô nè. Trời ơi, nó nhuyễn chưa. Quá nhuyễn rồi phải không. Lượm này, đó. Né hai cái này ra luôn này, đó. Lượm bên này nữa nè, đó. Trò nó nhuyễn, trời ơi, như vậy mà không tới đích, trời ơi. Dễ không, quá dễ luôn. Trò này mà không tới đích nữa, thôi, tới luôn, bể luôn. Rồi, tới đích luôn, đéo nó nhiều nữa. Vượt ngoan. Lượm hết luôn. Ôi trời. Cái tội lượm hết luôn tham quá. Thôi từ mình canh lại nè. Vô nè, ăn bên này nè, ăn trái phải nè. Rồi. Ê ê trời ơi, nó nứt coi. Mình ăn nhiều quá các bạn ơi. Quay tấm kính này nó bể liền các bạn thấy không? Rồi, bây giờ làm sao để không ăn nữa nè. Rồi, bây giờ đeo rồi đó. Trời ơi, vậy cũng bể luôn kìa. Vậy làm sao sống? Trời phải né bớt luôn á. Trời ơi, vậy làm sao sống? Trời ơi, phải lách luôn các bạn ơi, phải lách để qua được luôn á. Trời ơi, chỗ đó như vậy mà tông mà tức ghê luôn. Cái màn này mình phải vượt tới đích nè. Cái màn này mình phải tới đích nè, không tới đích là không được nè. Trời ơi, nặng quá rồi, phải né thôi. Rồi, giờ né nè. Trời ơi, thiệt luôn á, game này chơi đúng ức chế luôn á. Không ức chế là không chịu được luôn, không ức chế là rồi, nghỉ nghỉ thôi các bạn ơi, game này mình không chơi nổi nữa rồi, thiệt chứ quá trời tức luôn. Rồi, ok, bye bye các bạn nha, hẹn lần sau chúng ta sẽ tiếp tục chơi game khác. Ok, bye bye các bạn.